Hello. Anh Thu. It's me. Trời ơi, biết em tới pha nước sẵn cho em luôn hả? Chứ sao biết rồi, giờ này mà tới mà. Ê, nó nghe nè, quán chị được đăng chuẩn lên là quán văn hóa nghe không? Không có lớn tiếng, không ồn ào, không chửi thề, không có nói bậy nghe không? Biết rồi. Ừ, biết điều mới là quan trọng. Trời, nay có vụ này nữa hả? Ừ. Cà phê văn hóa. Ừ, chứ sao? Quýt gạch tướng. Ừ, giải trí, thể thao, lành mạnh, trí tuệ. Nhưng mà đặc biệt nha, ê, không có cá độ ăn tiền nha. Biết rồi, khổ quá nó hoài. Ờ, biết điều mới là quan trọng. Cảm ơn ly nước nghe. Ừ. Chốt qua xong này như sẽ cài lần tới thôi ha. Nè, tới đây rồi. Ui, mày ngu quá, mày đi cái nước nó ngu vô cùng vậy nè. Tao chỉ cho mày. Dứt con xe của ông. Chống xị lên, thấy không? Ủa, Khoa đánh hay Nam đánh? Ở này, Khoa đánh. Đánh đi Khoa. Ok. À, mày đánh thử của tao nghe. Giờ cái nước con đi hay là con đi? Tắm dao nha, đụng con chọn nước nha. Rồi đụng con nào. Rồi bây giờ tới. Ý của tí mà đi như vậy là anh Khoa ăn mất xe mình đó. Sao ăn mất xe được, anh nhà tí qua đây tí có thủ ngựa đây mà. Chân hoàng chân ngựa đây mà. Tí bậy rồi, tí như vậy anh Khoa lấy xỉ qua mình vẫn mất xe. Tí hiểu không? Tí không mày con thù đáng chịu. Vậy bây giờ tí qua pháo đây nè được không? Bậy bạ rồi, tí đánh như con nè. Đó, đơn giản không? À, ăn rồi kìa. Thấy. Tí chắc chưa? Rồi. Chiêu. À, bây giờ nè. Mày tao đi ngu nữa, mày đi về ổng đánh mày từng xỉu lên là quất mày liền thấy không? Không được. Đây nè, đây. Cái ngựa để làm gì đừng thấy. Rồi tí lấy mày đỡ liền đó, thấy chưa? Đơn giản. Tiếp. Ủa? Giờ tí đánh với con hay là Quy đánh với Khoa? Thì tao vẫn đang đánh mà. Bây giờ là pháo nè. Chị vậy? Bực mày liền chứ. Vậy trời mày trời, nhất con sĩ liền. Cầm cho ra. Đây. Gì? Chống. Gì? Nhảy vô đây. Gì? Bụp mày luôn. Thế giờ bắt đầu nè. Lại tỉnh nè. Con ngựa đây lạc. Lụm con ngựa nè. Con ngựa mập. Con ngựa mập, con ngựa mù. Con mắt như không tròng. Đó. Bên nào chơi bên đó nha. Biết rồi. Nè, con chốt của tiếng Hoa xong nghĩa là xe lưu ha, tướng mặt lưu Hoa cán luôn. Hai nước nữa. Nè, qua tới đây nè, tới khung nè. Sĩ tiến vô cung, sĩ ngựa lùng tùng, chết đi con ơi. Cứu mày phải không? Trời ơi, đã có nhiêu đó đó. Ai kêu năm đó có năm đây. Ủa? Trời ơi, đây nè, đây. Đây. Cái gì vậy? Ê, cái này là Khoa nó nhờ vả nha, chứ không phải tự nhiên qua nha. Con chịu không? Rồi, vậy lại lụm. Ủi, tí, đi đường này. Gì? Mày hả mày? Gì? Mày. Ê, mày hả mày? Chú cháu mày có con sĩ mà không ăn hả mày? Ê, đâu có được. Chú ăn gian quá à, con người bị chặn rồi, sao chú đi được? Mày ăn gì mày nhỏ, mày chơi hổ, mày chơi ăn trên đầu cha người ta hả mày? Mày ăn con pháo mày phóng qua đầu tao hả? Con pháo này vậy đúng rồi, chú vô lý vừa thôi, nhưng mà con người này? Con người đi không có được trả đây con... Mày nói ai vô lý? Tao đẻ trước hay mày đẻ trước? Mà chú chơi con thấy rõ ràng chứ bộ. Đó vậy? Thôi đi. Con nghĩ lên tí rồi. Như qua quán của tôi đánh vui hơn á. Ờ đúng rồi con, xù đi qua đánh đi. Đi đâu? Ủa Tư, hai thí con tính đi ra ngoài quán Tư quýnh cờ nè. Trời ơi, đánh cái gì nữa mà đánh. Tôi mới lên xã nè để mà làm cam kết vụ đánh cờ tướng nè. Vụ gì, cam kết gì? Trời ơi, hôm qua đó đánh cờ tướng ở quán Tư á, người la sùm ẩm tội hết trơn à. Rồi hàng xóm người ta phiền, người ta phản ảnh. Nói rồi giờ Tư phải lên làm cam kết là cái gì đó à, phải trật tự để giữ gìn cái nét gì cái nét đẹp văn hóa đó. Thành ra bây giờ là vậy luôn đó. Hệ trọng gì luôn hả? Ừ chứ sao, mà người ta còn nói nhấn mạnh là nếu mà tôi người ta đã viết cam kết rồi đúng không, mà vẫn còn tái phạm nữa thì sẽ đóng phạt, rồi không chừng đóng dẹp luôn cái quán văn hóa ra đánh cờ tướng cà phê của tôi nữa á. À, hèn chi bây giờ tôi mới hiểu cái câu là thằng đánh 5 rô mà thằng coi tới 10 đá nè. Cà phê đá Tư ơi. À. À rồi.
Nè, tôi hỏi nè. Uống cà phê mà có đánh cờ tướng không? Có chứ. Có hả? Đưa miệng đây. Sao uống phê được? Không, quýnh cờ thì phải dán miệng lại. Tại mấy ông quýnh cờ mấy ông la lớn á. Mày giờ có quýnh không? Quýnh chứ. Quýnh thì phải chấp nhận. Cái gì? Tôi quánh con ơn à, tôi đâu có la đâu. Chứ lại vũ uống cà phê quýnh cờ chán gì sao uống. Quýnh con ơn không la. Thì là hứa nha. Tôi tháo đâu có la nha. La tôi dán miệng lại nữa đó nha. Ê, đi về ngu rồi. Ê. Không có tin được. Con thì cho chú nằm con. Mày chết được, mày lên mãi chọn anh nè. Chết rồi kìa. Không có chết đâu, giờ mình ăn lại nè. Đơn giản mà có gì đâu. Nè, bà giỏi là bà đem về nhà bà đánh luôn đi. Cái kiểu gì mà dằn nhau hoài vậy? Hai đứa mày á, về nhà quýnh luôn đi. Kêu ai hai đứa mày? Tao nói hai đứa con ngồi. Hả? Tao xin lỗi. Quý nhà nó là hai đứa nó, quýnh ngu mà còn chỉ nữa. Ê, mày nói hai đứa nó là ai ngu mày nói tao ngu hả? Tao nói hai đứa mày á. Trời, mày ngon nói tiếng nữa coi. Tao nói hai mày đó. Trời ơi, tao dán bùa mày luôn nè. Định âm mưu bóp cổ tao hả? Mày bóp cho tao coi. Chắc tao sợ mày à. Mày phóng ống tao sao tao bóp? Biết là tốt. Tao bóp cổ mày là tôi. Trời ơi, cái quán cà phê văn hóa của tôi. Chào quý vị khán giả, Thảo Vy xin được phép thay mặt ekip Sóng 888 gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà quý khán giả đã dành cho Sóng 888 trong suốt thời gian qua. Hiện tại thì Sóng 888 đang được phát vào lúc 19 giờ thứ 3 năm 7 hàng tuần trên kênh Sài Gòn TV Movie. Và xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi và đón xem những tập tiếp theo của bộ phim. Thảo Vy xin mời quý vị khán giả subscribe kênh Sài Gòn TV Movie để đón xem những tập tiếp theo cực hấp dẫn của Sóng 888 nha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Khoa. Trong phim mình là Khoa. Nhưng mà mọi người kêu là Khoa Khờ. Không hiểu tại sao mọi người kêu mình như vậy nữa. À, các bạn có muốn biết tại sao không? Vậy thì các bạn hãy vào kênh YouTube Sài Gòn TV Movie vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 vào lúc 19 giờ nha. À đừng quên á, các bạn nhấn subscribe để theo dõi những tập tiếp theo và để giải mã tại sao mọi người kêu mình là Khoa Cờ nha. Cảm ơn các bạn. Hi. Chào cả nhà thân yêu. Và chào những vị khách đặc biệt của quán cà phê Tư Hà trong cái phim mà sớm 888. Xin mời quý vị nếu yêu thích sớm 88 của Linh Hà thì thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên kênh Sài Gòn TV Movie nhé. Có câu là muốn đi lẹ thì đi mình ên, mà muốn đi dài thì hãy đi cùng nhau. Hữu Thạch cùng ekip rất mong sự góp ý cũng như là comment cũng như là thả tim hay là đăng ký kênh thì càng tốt với công ty. Một lần nữa, Hữu Thạch trên thay mặt ekip cảm ơn quý vị khán giả cùng quý bà con, cô bác thật là nhiều. Và chúc cả nhà mình thật là nhiều niềm vui và sức khỏe và hạnh phúc ạ.